Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay thì bọn mình đang có một cái buổi trải nghiệm với sản phẩm XT4. Lần trước thì bọn mình đã làm một cái video mà gọi là trên tay tất cả những thông số của XT4 rồi. Tuy nhiên là có những bạn mà đã thắc mắc là tại sao không có những cái buổi chụp mà nó hardcore hơn. Thì hôm nay mình sẽ là người chụp và Sơn sẽ là người quay, thì sẽ trải nghiệm hết công suất của chiếc Fujifilm XT4 này. Bây giờ thì bọn mình có một cái set quay gọi là boxing khá là đẹp. Tí nữa mọi người sẽ xem cái sản phẩm ở đây. Thế nhá, bắt đầu thôi. Rất là nhiệt tình. Sơn cũng đã quay được những cái shot đầu tiên rồi. Thì hy vọng là tí nữa sẽ có mọi thứ sẽ ổn hơn. Ở lúc này diễn viên này, nếu các bạn người đã xem cái như ảnh 360 vừa trước thì có nhận diễn một diễn viên là khá là quen thuộc rồi. Gọi là diễn viên thì không hẳn, hôm nay mọi người đấm rất đau, đau tay rồi. Nghe nói là một tay nó to hơn tay kia rồi. Thế nên là hy vọng là nó sẽ có thêm nhiều cái shot ảnh mà đẹp hơn và cả shot quay nữa. Thì mọi người sẽ xem nhá. Bây giờ chúng mình đã đến với set thứ hai là sẽ quay phần training của anh Mark và Tony. Bây giờ mình sẽ set đèn nhé. Vừa rồi bọn mình đã kết thúc cái set quay và chụp với Fujifilm XT4 tại trung tâm California Centurion với cái concept là chụp kickboxing. Thì cảm ơn trung tâm và hai anh instructor là anh Mark và anh Tony đã hỗ trợ và rất nhiệt tình cho cái set này. Hai người đã đổ mồ hôi từ 5 giờ sáng và bọn mình đã tập trung ở đây từ khoảng 6 giờ sáng thì đúng hơn. Và đến tận bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Rất cảm ơn mọi người và bây giờ bọn mình sẽ quay trở lại văn phòng và sẽ làm cái hậu kỳ thế này. Thì hai mọi người đón chờ ảnh nhé để đổi avatar. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người. Several days later. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Thì hôm trước sau khi bọn mình quay ở cái set quay boxing hôm trước thì về mệt quá nên là không kịp nói gì cả, nên là về phải nghỉ ngơi. Một hai hôm sau bắt đầu hồi hồi lại một tí thì bắt đầu sẽ có thời gian để xem lại file. Và trước khi bọn mình nói đến trải nghiệm thì bọn mình sẽ nói đến những cái thiết bị mà mình sử dụng ngày hôm đó đi.
thì mình nghĩ là nó sẽ có cái trình tự tốt hơn. Thì hôm đó với việc chụp thì mình dùng Minh T4, nó dài ống kính khá là nhiều, từ 16mm f2.8 này, 23mm f1.4 này, 35mm f2 XF, 56mm f1.2, không APD nhá, 12-24 và có 18-55. Sơn thì đa phần quay lên gì nhỉ? Em đa phần là em quay lên fix. Nhờ em sử dụng thêm một thiết bị hình bên ngoài là Atomos Ninja 5, là một cái thiết bị đã được ghi ngoài, đã được hãng update để hỗ trợ Fuji Minh T4. Và sử dụng Ronin-S. Đúng rồi, và mình dùng một cái gimbal ở Ronin-S. Còn về đèn thì là bọn mình dùng toàn bộ đèn của Aputure. Hôm đó thì đâu đấy tầm khoảng bao nhiêu mấy con đèn nhỉ? 8 cái đèn tất cả, nhưng mà thật ra chỉ có 4 cái đèn to thôi, còn đâu là 4 đèn công suất lớn và 4 đèn tạo hiệu quả. 4 đèn nhỏ tạo hướng hình ảnh thôi. Đầu tiên thì là về cái khả năng cầm nắm. Mình thấy khả năng cầm nắm của T4 là một cái điểm cộng so với T3. Mặc dù không phải là thay đổi quá nhiều, nhưng mà riêng cái phần quan trọng nhất là phần bán cầm ấy, nó dày hơn. Thì với một chiếc máy mà để làm nghề và vào những cái chỗ mà tức là đại loại là nó đòi hỏi mình phải phản ứng nhanh, mình thay đổi các thứ nhanh hơn, thì mình thấy T4 là một cái điểm cộng tốt trong phần trải nghiệm cầm nắm. Với Sơn thì quay phim cảm thấy nào? Về quay phim thì cái việc cầm nắm em thấy là nó rất thuận lợi so với cả, ví dụ như ngày xưa là em đã từng mua T3 thì T3 cái việc cầm nắm của nó sẽ hơi bị hụt tay. Còn T4 cầm nó rất là chắc tay, thì lúc mình quay mình thực hiện các cái thao tác máy thì nó rất là yên tâm. Điểm thứ hai sẽ là liên quan đến chắc là kiểu như là một cái điểm nhận ra ngay khi mà cầm vào, đó chính là màn hình xoay lật. Thì cái màn hình xoay lật của Fujifilm T4 mình thấy là nó là một trong những cái điểm nâng cấp đáng tiền nhất của Fujifilm T4 luôn. Vì nó giúp cho việc cả chụp và quay đều rất là hiệu quả. Chụp thì bạn dùng qua rất nhiều góc khó để chụp được, còn quay thì cũng như vậy. Quay thì có mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn. Thực ra là ví dụ như với T3 ấy, thì các cái góc chụp khó thì gần như là đều làm được. Bởi vì là ngoài việc là lật được lên này thì T3 cũng có thể lật được lật tiếp góc lên. Nhỏ nữa. Góc nhỏ nữa, với góc khoảng 45 độ nữa. Nhưng mà với việc quay thì là sẽ cải thiện rất nhiều, nhất là đối với những bạn mà muốn làm vlog ấy. Bởi vì có thể xoay ngược hẳn cái màn hình ra để làm, để cầm kiểu quay như thế này mà các bạn có thể nhìn hình được. Phải gọi là vlog chất lượng cao luôn, bởi vì là nếu mà tầm tiền thấp thì bạn có thể có XT200 rồi, cũng có màn hình lật ra. Nhưng mà XT4 thì cho chất lượng file khác hẳn, màu sắc cũng đẹp hơn. Thế nên là mình thấy là XT4 làm chất lượng kiểu như định làm vlog chất lượng cao thì là có XT4. Thì màn hình xoay lật là một cái điểm mình rất thích của XT4. Cái điểm tiếp theo em thích ở XT4 đấy là cái thời lượng pin. Nếu như mọi người đã biết thì là ngày trước là Fujifilm từ XT3 lại là đều sử dụng cái pin W126S. Thì bây giờ đến Fuji T4 đã đổi sang một cái cục pin mới rồi, có dung lượng lớn hơn và về thời gian sử dụng thì với dài cái hơn. Trải nghiệm lần vừa rồi thì là cái set quay của mình rơi khoảng 5 tiếng, là gồm 3 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều. Thì 3 tiếng buổi sáng là quay pin từ đầy xuống còn 2 vạch. Và xong rồi sau đấy là mình có nghỉ trưa này và sạc khoảng 40 phút. Sau đấy thì là quay tiếp được 2 tiếng buổi chiều là không phải sạc mà không hết. Còn về chụp thì như nào? Chụp thì bởi vì nói thẳng là hôm đấy mình với Sơn là rất tiếc, hôm đấy đầu tiên là mượn bên Fujifilm nhiều pin hơn. Nhưng mà rất tiếc là đợt này hơi cháy hàng nên là cũng không có nhiều pin. Và mình đúng là mình có một cục pin, Sơn cũng cục pin, mà cả hai gần như phải thực hiện song song với nhau, chứ không phải là ông chụp trước thì tôi quay, thì gần như là không phải. Vì thời gian không có nhiều nên gần như hai máy là hoạt động liên tục với nhau. Sơn thì chắc là chưa đo xem footage của mình dài bao lâu, bao nhiêu thật sự là bao lâu. Nhưng mình thì là người chụp thì mình có luôn cái số lượng file ở cuối cùng. Thì cái số lượng file cuối cùng của mình là 3.500 bao nhiêu file đấy. Tại sao cái số lượng file nó lại nhiều như thế, là bởi vì mình chụp bớt shot. Tức là mỗi một ảnh chụp thì có thể là mỗi một cái hành động ấy, kiểu chắc trong một giây nó phải lên đến 10-20 ảnh thì là chuyện bình thường. Nên là số lượng ảnh nó rất là nhiều. Mình nhớ đến cuối cùng thì cũng chưa hết, nó bắt đầu về vạch cuối cùng thì là số lượng ảnh nó bớt trong thời gian ngắn thì nó cũng vẫn ok. Mình cũng chụp file raw hết chứ mình cũng không chụp JPEG luôn. Thì về cơ bản mình thấy đấy là một trong những cái cục pin mà có thể chịu đựng được nếu bạn đi làm nghề chuẩn. Thì chụp số lượng file đấy rất là ok rồi. Phải nói thêm về thời lượng pin thì là cái setup ngày hôm đấy của em là còn ngoài việc là ghi trong thẻ thì em lại còn output ra một thiết bị ngoài là Atomos Ninja 5 để được cái chất lượng file cao hơn. Nên là thực ra là về pin thì là sẽ đã phải tiêu tốn hơn nhiều rồi. Chứ nếu mà chỉ ghi trong máy thì em nghĩ là sẽ ghi được cái thời lượng dài hơn. Ngoài ra là còn một cái nâng cấp nữa, một cái nâng cấp mà tưởng nhỏ nhưng lại rất là to. Đấy chính là cái việc là đã có công tắc gạt chuyển đổi giữa quay phim và chụp ảnh. Chính xác, tức là bây giờ hiện tại là nếu mà bạn muốn quay phim thì bạn sẽ phải gạt một cái nấc ở trên, còn một chụp ảnh sẽ phải gạt ngược lại. Và một cái điểm hay ở trong đấy phần đấy chính là cái việc mà menu của nó ấy, cái khi mà bạn gạt sang từng nấc khác nhau thì cái bấm menu nó cũng sẽ ra các cái menu khác nhau. Thì ví dụ menu quay phim riêng, menu chụp ảnh riêng.
thì mình thấy đấy là một cái sự phân hóa rất là tốt, giúp cho cái việc mà quay phim chụp ảnh nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em thấy là với cả đa số các cái máy ảnh trên thị trường hiện tại thì sẽ tồn tại dưới dạng là nhờ quay phim vào một chế độ mà trên cái bánh xe, hoặc là sẽ có nút rec riêng. Thì ở XT4 thì không có nút rec riêng nhưng mà lại phân hóa rõ ràng cái việc là quay phim là ở hai chế độ khác nhau. Thì thứ nhất là nó làm cho người dùng không phải kiểu có thật, không phải đổi thói quen quá nhiều. Thứ hai là cái việc mà sử dụng cái và việc tách bạch giữa hai menu đấy thì sẽ không làm người dùng bị nhầm lúc mà ví dụ như là đang muốn chụp ảnh nhưng mà đang để nhầm ở chế độ quay phim. Thì cái đấy là cái em thấy rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ nói đến phần chính về trải nghiệm chụp. Về quan trọng nhất thì vẫn là chụp như thế nào, quay ra sao, đúng không? Thì về chụp thì mình thấy đánh giá XT4 và XT3 không khác nhau nhiều. Nói chung là về mặt cấu hình nếu mình nhìn ra thì gần như là không khác. XT4 được thừa hưởng mọi thứ mạnh nhất từ XT3. Ví dụ như lấy XT3 đầu năm nay vừa được nâng cấp lên là lấy nét nhanh nhất, lấy nét tốt hơn, tracking tốt hơn. Ví dụ như là tỷ lệ mặt, tỷ lệ mắt thì không cần phải quá chiếm quá nhiều phần trăm khung hình thì vẫn lấy được nét và tốc độ lấy nét rất tốt. Thì XT4 được nhận toàn bộ cái đấy luôn. Nói chung là nó là cái cấu hình mới nhất của XT3 và chắc là thời gian tới sẽ nâng cấp tốt hơn. Thì mình thấy là về cơ bản không khác gì nhau nhiều. Tuy nhiên là một điểm cộng lớn đấy chính là liên quan đến phần chống rung. Thì với những ai mà chụp ở tốc thấp thì sẽ rất quan tâm phần chống rung này. Với những cái ống kính mà không có chống rung nữa thì nếu mình nhớ không nhầm thì bây giờ XT4 chống rung với những ống kính mà không có chống rung thì nó rơi vào khoảng 5,5 stop, nói chung là khá là ổn rồi. Và với những ống kính mà có chống rung là lên 6,5 thì chung là không phải bàn về khả năng chống rung. Bởi vì những ai mà có nhu cầu chụp mà thiếu sáng mà cần chống rung thì đấy là một cái điểm cộng. Tất nhiên là hôm vừa rồi thì mình không có khả năng được gọi là thử nghiệm lấy lắm, bởi vì là mình chụp tốc thường xuyên nó sẽ rơi vào khoảng từ 250 đến 500. Và thêm một cái nữa là liên quan đến ISO, bởi vì là hôm đấy cái set đèn nó cũng không phải là quá khỏe, nó là mức vừa vừa thôi. Thì cái ISO hôm đấy mình dùng từ 1600 đến 3200 luôn, bởi vì tốc quá là cao. Thế nên là nhìn đầu tiên thì mình cũng sẽ hơi quan tâm là ở số bên 3200 thì hơi ngại một tí. Nhưng mà khi mà nhìn file vào thì mình thấy là khá là ổn. Tất nhiên là ISO 3200 bây giờ không phải là quá khó nuốt với tất cả các máy ảnh. Thế nhưng mà ở đâu đấy nếu mà mình khi mà mình phải xoay lên 3200 thì mình sẽ hơi quan tâm bởi vì số lượng ảnh rất là nhiều và chụp như thế. Nhưng mà đến khi mà xem file thì thấy ổn và sau đấy mình hậu kỳ một chút trên Capture One. Phần mềm nó khả năng phân giải file Fujifilm rất là tốt thì mình thấy rất ổn. 3200 là một cái file dùng được. Thế nên là về trải nghiệm chụp ảnh của mình với Fujifilm XT4 mình thấy tốt. Khả năng lấy nét cũng rất là ổn. Hôm đấy mình dùng tất cả là 4-5 len thì đấy. Có len gì mình cắm vào thử hết. Chắc chỉ trừ 16-55 thôi. Thì mình thấy là kể cả những cái len lấy nét chậm như là 56-1.2 thì ở set buổi chiều mình cũng chụp khá là tự tin và khả năng out nét là không nhiều. Đặc biệt những cái len ví dụ như 16 hay là 35 hay là 18-55 thì lấy nét rất là chuẩn, chung không có vấn đề gì. Còn về cái trải nghiệm lúc mà quay phim ý, thì cũng như là chụp ảnh thôi. Cái định dạng file hay là cái chất lượng file của Fuji XT4 thì cũng tương đương với cái XT3. Tuy nhiên là XT4 có thêm một cái là tùy chỉnh nữa là có thể slow motion lên đến 240 khung hình trên giây. Cũng cùng với lý do anh Huy là hôm đấy cái ánh sáng ở set quay không đủ mạnh để mà mình thử ở 240 khung hình trên giây nên mình chỉ thử 120. Hôm đấy thì Sơn có sử dụng bộ ghi ngoài là Atomos Ninja 5. Lý do tại sao? Bởi vì là có hai vấn đề. Thứ nhất là có một vấn đề tồn tại từ XT3 rồi là cái file 265 đang hiện tại đang chưa được thân thiện lắm đối với cả các cái phần mềm chỉnh sửa video. Cái thứ hai là em muốn sử dụng cái Ninja 5 ấy là để lấy được cái file chất lượng tốt nhất của Fujifilm, là Fujifilm khi mà output qua cổng HDMI thì sẽ được cái file là file 10 bit 422 và ở một cái codec thân thiện hơn, nó điện ảnh hơn là cái codec nó cũng dễ dùng hơn với phần mềm Corel High Quality, là sẽ output qua HDMI lên Atomos Ninja 5 và ghi ra một cái ổ cứng. Và ngoài ra là hôm đấy là cái setup của em rất là nặng. Len thì không nặng nhưng mà máy và màn hình xong rồi cộng thêm pin rồi cộng thêm ổ cứng rồi thì nó nặng hơn rất là nhiều. Nên là em đã bật cái chế độ chống rung để đảm bảo là cái hình của em nó không bị giật lắc gì cả. Em quay ở đây là quay một cái hoạt động thể thao ấy, nên là em ưu tiên về cái việc là cầm tay để đảm bảo cho là em tất cả các cái chuyển động của cả hai anh võ sĩ sẽ là em sẽ đi theo rất là mượt mà, chứ em không sử dụng gimbal để trong trường hợp là kiểu gimbal thì còn độ trễ của gimbal các thứ sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên là có một số shot thì em vẫn sử dụng gimbal để giải quyết cái vấn đề về chuyển động quá dài. Đúng rồi, để đi một shot dài thì rõ ràng là một cái chiếc gimbal nó sẽ làm việc tốt hơn.
nó sẽ gọi là nó phù hợp hơn với cái việc đấy. Không với bọn mình dùng DJI Ronin-S, nói chung là cái điện gimbal này thì cũng phải nói thêm là XT3 hay là XT4 gần đây thì đã được nâng cấp để mà kiểu như là tương thích tốt với gimbal rồi. Hôm đấy thì bọn mình là chung là cũng hơi lười setup lên, chứ nếu không thì có thể cắm được là cái dây từ XT4 vào gimbal Ronin-S để có thể bấm rec ngay trên đấy luôn. Và cái điểm mạnh mà autofocus hôm đấy thì mình thấy khá là rõ ràng. Hôm đấy chắc là trừ lens 56 ra thì Sơn hầu hết là dùng autofocus đúng không? Đúng rồi, ví dụ như là các cái tiêu cự từ 16, 23, này, 35 thì autofocus rất là tốt, không trượt phát nào cả. Nhưng tuy nhiên là em lại quên mất là không chỉnh cái sensitive của cái XT4, thế là autofocus nó bị trả lại nhanh quá. Nó chắc kinh nhanh quá. Thật ra cái này thì hôm đấy mình dùng khá là nhiều lens từ 16, 18, 55, 23, xong rồi 12, 24, rồi kể cả 56. Thì mình thấy là cái khả năng autofocus của XT4 là khá là ổn. Buổi sáng thì mình không dám dùng 56, một phần là bởi vì Sơn đang dùng, còn phần thứ hai là bởi vì là mình sợ cái hành động nhanh như thế thì khả năng bắt nét nó sẽ không tốt. Thế nhưng mà đến buổi chiều thì mình đã thử dùng 56 và mình thấy kết quả ra là khá là ổn. Thứ nhất là cái số lượng ảnh bị out nét không nhiều, và thứ hai cái điểm mà làm cho mình bù lại, tức là cảm thấy mình đỡ khó chịu hơn khi bị out nét vì chụp nhanh, thì đấy là chất lượng hình ảnh đến từ 56 là rất tốt, trông kiểu cái file nó rất là khác bọt, thật sự là như vậy. Và mình không cần phải kiểu như là khép khẩu đâu, mình thực sự là cái khẩu hôm đấy mình dùng từ 2.8 đổ lên hết, nhưng mình thấy vẫn ổn, rất là được. Cái autofocus thì hôm đấy thì em đã dùng những trường hợp nào nhỉ? Em sử dụng khi mà hai anh kiểu đấm liên tục với nhau ấy, thì kiểu do là cái biên độ dao động nó nhiều, mà cái lens này thì có vấn đề là nó sử dụng là lấy nét điện, nên là kiểu vặn tay thì rất khó. Thế em quyết định là chuyển sang autofocus thì bắt rất là tốt. Tuy nhiên chỉ có đấy, đúng là để cái sensitive nó kiểu cao quá, thế là nó bị nhả focus ra đằng sau, lúc mà bị thoát ra khỏi khuôn hình nó hơi nhanh, thì cái đấy thì các bạn thì cần để ý tinh chỉnh là được. Ngoài ra thì XT4 em thấy là có quay lại về cái vấn đề là kiểu hậu kỳ file ấy, thì cái file nó chỉ đang gặp vấn đề một chút là cái H265 hiện tại thì các cái phần mềm hỗ trợ chưa tốt lắm, nên nếu như bạn nào mà muốn sử dụng cái file H265 internal của máy thì phải transcode ra thành file H264 dựng, xong rồi đến lúc proxy gọi là nôm na gọi là sử dụng proxy ấy, thì khi mà export ra thì lại dùng đuôi H265 export thì sẽ ra được cái chất lượng file cao nhất thôi. Đấy chính là cách mà bọn mình là sử dụng với một số cái file nặng ngày trước, nếu mà cái máy tính ngày trước của mình là sử dụng 4K mà giật quá ấy, thì bọn mình proxy về là 1080 để dựng thôi. Export thì vẫn dùng file 4K như bình thường, thì đây là một trong những cách để kiểu không hành hạ cái máy tính của bạn quá đáng. Nói chung cái này thì do là liên quan đến cái kiểu như là phần mềm của nhiều bên thôi, chứ không chỉ là riêng của Fujifilm, là hiện tại là đang chưa hỗ trợ tốt thực sự cho H265. Về file ảnh thì mình thấy không vấn đề gì. File ảnh thì tất nhiên nếu mà bạn muốn khai thác tốt nhất cái file Fujifilm đến bây giờ thì mình vẫn gợi ý là dùng Capture One, bởi vì không chỉ là nó trả được đúng cái màu của Fujifilm ra đâu, các cái file Fujifilm nó trả được đúng màu. Thứ hai là nó có khả năng phân giải cái file này rất là tốt, nó xử lý nhiễu cũng sẽ ổn hơn đối với file Fujifilm. Và tổng kết lại thì mình thấy là kể cả về mặt quay phim hay về mặt chụp ảnh thì mình thấy Fujifilm XT4 đáp ứng rất là tốt các cái nhu cầu, đặc biệt là với cái tầm tiền của nó chỉ khoảng 41 triệu nếu mình nhớ không nhầm. Và đó là những cái gì mà mình nhận xét về XT4. Bọn mình đã có một cái video hands-on trước đó rồi, và đây là một cái video mà kiểu như là test thực sự cái máy này trên một cái khung cảnh mà được sắp xếp để mà gọi là như là đi làm luôn đấy. Và nếu các bạn thấy nó kiểu nó phù hợp, hay nó phù hợp với bản thân mình, thì có thể hoàn toàn là xác định những chuyện mua nó. Và bọn mình thì gợi ý là cái máy này sẽ rất phù hợp với những ai mà định làm kiểu như là production house cỡ nhỏ, hoặc là bạn đang muốn làm một cái vlog kiểu như là người làm vlog chất lượng cao, từ chất lượng ảnh, chất lượng video, thì mình thấy đây là một chiếc máy rất là phù hợp. Và ngoài ra là nếu mà các bạn mà còn cái câu hỏi gì về XT4 mà bọn mình chưa giải đáp được trong cái video này thì có thể là comment ở dưới phần bình luận, và sau đó bọn mình sẽ trả lời các bạn. Ok, đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.